Từ năm 2023 đến nay, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động triển khai mô hình xã không có ma túy nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xây dựng hộ gia đình, khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thôn Quảng Lạc có hơn 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong thôn thường xuyên được tuyên truyền về chính sách pháp luật như luật phòng chống ma túy, tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Qua đó, nâng cao ý thức, cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh tố giác với các hành vi vi phạm pháp luật. Đầu năm nay, trong thôn có một trường hợp mắc nghiện trong thời gian đi làm ăn xa. Khi trở về địa phương, đã được chính quyền thôn vận động đi cai nghiện tự nguyện. Tổ an ninh thôn thường xuyên kết hợp với công an xã kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, có thuê lao động ngoài địa phương và các cơ sở kinh doanh lưu trú. Chúng tôi phải trực tiếp gặp gỡ những các cái thanh niên mà được tin cậy nhất để đặt vấn đề và để từ cái thông nguồn thông tin đó, cái đối tượng đó thì thông báo lại chúng tôi. Thì từ đó mình có cái phương án hoặc có cái kế hoạch cùng với xã nắm bắt và kiểm tra. Ở đây thì các chú và các anh thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân sống lành mạnh. Tôi cũng thường xuyên khuyên bảo các bạn bè, các mọi người xung quanh hàng xóm mà tránh xa các cái tệ nạn, thay vào đó tập trung làm ăn cống hiến để xây dựng thôn xóm ngày lành mạnh hơn ạ. Phú Thịnh là xã có vị trí giáp danh với huyện Quai Châu và huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội, nơi có nhiều phương tiện khai thác khoáng sản hoạt động. Để giữ vững địa bàn sạch, không có ma túy và các tệ nạn xã hội, thời gian qua, công an xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các thôn, vận động 100% hộ dân ký cam kết xây dựng thôn xóm không có tệ nạn xã hội ma túy. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2024 đã bắt giữ và xử lý 4 vụ án hình sự, trong đó có một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Chúng tôi đã xác định cái việc để mà trong sạch địa bàn là cực kỳ khó, đặc biệt là với cái chủ trương là đô thị hóa hai xã Phú Thịnh, Thọ Vinh trong cái thời gian tới. Chúng tôi cũng tiếp tục là làm công tác tuyên truyền với các cái ngành đoàn thể, đặc biệt là từ sau khi là thành lập được cái tổ an ninh cơ sở, là những các cái cung cấp nguồn tin ban đầu cũng như là trực tiếp xử lý các cái liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là cái nội dung mà thực hiện cái đề án ma túy. Bằng sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Phú Thịnh đã và đang từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương.